Chào các bác, chào các anh chị. Đây là cái cây Long Tu Xuân. Mọi người có thể là rất là nhiều anh chị biết cái cây này rồi đúng không ạ? Đây thì em cũng giới thiệu sơ qua để các anh chị nào mới chơi mà chưa biết và chưa tìm hiểu cây này thì cũng nên tìm hiểu. Cái cây Long Tu Xuân này nó là một cây rất là hoa rất là đẹp, chơi nó được. Nó rất là dễ trồng, dễ chăm sóc và hoa rất là thơm. Cái Long Tu Xuân này thì cũng được bày bán rất là nhiều nơi và cũng rất là dễ nhận biết qua thân lá. Khi mà không có thân lá già hay là thân lá non thì đều dễ nhận biết về cây Long Tu Xuân này. Cái cây Long Tu Xuân này ngoài ra thì ngoài cái Long Tu Xuân này em cũng có nói rất là nhiều cái cây khác nhau, thông tin trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa, anh chị cũng có thể xem trên đó để biết thêm và tìm hiểu thêm các loại hoa lan khác. Thì đây là cái cây Long Tu Xuân em giới thiệu các anh chị, em sẽ nói về thân lá nó sơ qua một chút thôi. Đấy, còn đây là mấy cái cây này mới ghép năm vừa rồi đó. Đấy, nó đều ra nụ hết rồi, nhưng mới có một cây này nó nở thôi. Có nghĩa là mùa nở của nó thì dịp nở của nó là dịp tháng 2, tháng 3 lịch dương, và nó nở vào dịp mùa xuân ấy. Có năm thì nó nở ở tháng riêng, có năm thì nó nở vào tháng 2 âm lịch. Đấy, thì còn lịch dương nó rơi khoảng tháng 2, tháng 3, có thể là tháng 4. Với những cây nở muộn thì mùa hoa nó khá là dài. Đấy, thì thân mầm của nó em sẽ nói sơ qua là thân mầm của nó xanh sạch và nó không có ám tím hay gì cả anh chị nhá. Thân mầm nó xanh sạch trong veo. Đấy, anh chị nào mà mua những cái cây nhỏ nó rất là dễ là nhầm sang phi điệp. Đấy, thân lá nó khá giống phi điệp. Cái này nhìn chung bé quá, chưa có gì để mô tả về thân lá. Thì về cơ bản cái cây Long Tu Xuân này nó dễ nhận ra thân lá khi mà anh chị nhìn thân già. Thân già của nó thì nó có những cái mắt khuyết này, như kiểu là cái cây ấy, như kiểu là cây hoàng thảo vôi. Anh chị có thể xem qua cái cây hoàng thảo vôi trên kênh YouTube Thiên Đàng Ngàn Hoa nhé. Đấy, cây này mắt nó cũng lõm vào. Đấy, và những cái mắt già của nó thì nó cũng lõm vào như thế. Nhưng cái cây Long Tu này nó mắt nó lõm vào độ nó ngắn hơn, nó không dài như là cây vôi. Cây vôi nó phải dài đến đây cơ, đến đầu ngón tay em. Nhưng cái Long Tu chỉ đến đây thôi. Đấy, có nghĩa là Long Tu nó ngắn hơn, mắt của nó lõm vào nhưng mà mắt nó lõm ngắn hơn, chứ nó không dài như cây Long Tu Xuân. À, nó không dài như cây hoàng thảo vôi, em xin lỗi. Đấy, cái này nó chỉ ngắn này thôi. Đấy, thấy không? Nó chỉ đến đây à? Đến đây là hết rồi. Nó chỉ được tầm nửa đốt thôi. Đấy, những cái nó dài được nửa đốt, còn không những ngắn thì nó chỉ được 1/3 thôi. Đấy, nhưng mà thường thì nó ngắn hơn là cái cây xuân, à cái cây cây vôi. Còn cái cây vôi thì cái lõm của nó dài hơn. Anh chị nhá. Còn khi mà những cái thân tơ này nó lõm lại còn càng ít nữa. Nó lõm kín cái mắt của nó thôi, hết cái mắt của nó thôi. Đấy, hết mắt nó cũng chỉ được 1/3 thôi. Đấy, còn những cái cây già hẳn rồi như này thì nó mới lõm vào khoảng tầm độ 1/3 đến gọi là một nửa của cái đốt đấy. Đây, như cái này là một nửa. Đấy, ví dụ thế. Như cái này nó khoảng một nửa đến đây này anh chị. Đấy, cái trên này thấy nó khoảng một nửa đến đây. Thì thường là như vậy. Cái Long Tu Xuân này là cái rất là thơm. Hoa nở dịp tháng 2, tháng 3 dương lịch, âm lịch tháng riêng tháng 2. Đấy, cũng có thể là sang tháng 3, cũng có thể là tháng 4, tháng 3, tháng 4 dương lịch ấy. Và cũng có, bởi vì cái này là mùa nở. Nó phụ thuộc vào cái việc là chăm sóc của mình ấy. Nhiều khi là có nhà dụng lá sớm hoặc thời tiết. Ví dụ trong miền Nam bao giờ cũng nở trước ở miền Bắc, miền Bắc bao giờ cũng nở sau. Long Tu Xuân này thì miền Nam có khi nở vào Tết luôn, chơi Tết luôn. Nhưng còn miền Bắc thì chơi vào tháng riêng thôi. Đấy, cái cây Long Tu Xuân này thì nó cũng dễ nhận biết thôi. Thân lá nó chỉ có nhận sơ qua, thân lá xanh sạch, mắt nó lõm vào. Và hoa của nó là nở vào dịp từ tháng 2, tháng 3, tháng 4 dương lịch. Hoa của nó thì là màu sắc thì là màu tím hồng, cánh màu tím hồng và môi hoa nó màu họng vàng và viền trắng, nhưng đầu này nó vẫn hơi hồng một tí. Đấy, nhưng mà nó hồng kiểu hồng mờ ấy, đâm mình nhìn hơi khó, đúng không ạ? Thế còn cái mắt của nó mắt vàng. Cái này thì nó có cái đột biến là Long Tu Xuân năm cánh trắng, chứ Long Tu Xuân trắng thì nó ít hơn. Nhưng còn Long Tu Xuân năm cánh trắng thì có nhiều hơn. Thì đấy nó cũng là một trong số những cái cây đột biến mà em cũng có sưu tầm, nhưng năm nay không để lại, bởi vì những cây đột biến thường nuôi trồng là khá là khó và nó cũng khó hơn. Kể cả cây Long Tu đột biến lá phát tài cũng thế, em có nhưng mà nó cũng chăm nó cũng khó hơn đấy. Nhìn chung mấy cái đột biến chăm nó đều khó hơn, bởi vì những cái dòng Long Tu này nó để mà nói là nó không khỏe bằng cái cây phi điệp được. Bởi vì ngoài Bắc ở Hà Nội này, Long Tu chăm nó không thể tốt được như là trong miền Nam. Trong miền Nam mà có Bảo Lộc, Lâm Đồng thì trồng rất là tốt. Riêng Long Tu trồng rất tốt, đại thảo với Long Tu này, ngoài nó cứ gọi là chi chít rất là nhiều. Nhưng ngoài Bắc thì lại không được như thế, nhất là Hà Nội.
Hà Nội thì càng khó hơn, bởi vì khí hậu ở Hà Nội nó khá là khắc nghiệt, nhà cao tầng rất nhiều. Thế nên anh chị lưu ý là chăm sóc những cái cây này cần những cái vị trí thoáng gió, thoáng gió và bón phân thường xuyên, cũng có thể bón phân tan chậm. Phân tan chậm thì hạn chế bón phân thường phân qua lá hơn. Giá thể của nó thì nên chọn những cái giá thể thoát nước tốt, ví dụ như những cái cục gỗ hay là những cái chậu giá thể vỏ thông, vỏ lạc, vỏ thông, giấm cọng hay là đá bọt, xoài nhẹ các thứ, làm sao để thoát nước tốt nhất để cho cái cây nó phát triển nhanh và nó tránh bị hạn chế bị cái việc nó chỉ là thối rễ, bởi vì thối rễ thì nó sẽ lây lan lên cây, và khi lây lan lên cây thì cái sự phát triển nó sẽ chậm và chăm sóc nó sẽ khó hơn và sẽ vất vả. Khi mà trường hợp mà đã bị thối rễ hoặc cái thân lá ấy, thì anh chị nên cắt tỉa nó ra và trồng lại vào giá thể mới. Trồng lại cái bọn này thì anh chị nên lưu ý là trồng vào cái dịp mà phát triển hoặc là cây đã nghỉ. Thường thì em hay trồng vào cái dịp đó chính là đầu xuân trước khi ra hoa hoặc là trong Tết. Nhưng mà thường đầu xuân thì là đẹp hơn, trước khi nó ra hoa, bởi vì khi đó mầm nó chỉ chưa có hoặc là mới nhú một tí thôi thì được. Chứ khi mầm dài, khi mà nó mầm dài khoảng tầm 4-5 cm như thế này thì anh chị làm nó rất là dễ bị gãy. Đấy. Vì chung là nó khó hơn, làm nó sẽ cẩn thận nhiều hơn. Nhưng mà nghĩa là mình làm trước khi để cái này mầm nó ra dễ. Bởi vì cái thường những cái dòng hoàng thảo này nó phải nảy mầm nó mới ra dễ. Đấy là cái nguyên lý của riêng về cái cây hoàng thảo. Về cơ bản nó đều như nhau và giống nhau là như vậy. Thì ngoài ra những cái kỹ thuật mà nó chi tiết hơn thì anh chị có thể vui lòng liên hệ thì để biết được rõ chi tiết thì nó sẽ rõ hơn, bởi vì từng môi trường nó sẽ khác nhau, mỗi môi trường có một cái điều kiện chăm sóc khác nhau, không vườn nào giống vườn nào cả, có vườn cao, vườn thấp, vườn thông gió, vườn bí gió hơn. Cảm ơn tất cả mọi các anh chị, xin chào mọi người và hẹn gặp lại.